tôi đầu tư từ lúc này, từ 989 nó lúc này này, nó là một phát sạch toàn là tưởng là nó út nhưng mà sau đó lại nhả, nó út phát lên 978. Thế là trước rồi. Và mấy ngày hôm nay nhả nhiều rồi. Và ăn phát này xong nó nhả mình liên tục cỏ này, nó vàng này, giờ nó nghỉ đấy. Đấy 21 quả. Đầu tư 1,5 mát vào đây. May là cứ lại đấy. Mùi cua tít. Vâng, hôm nay mình đầu tư 1,5 man vào, bỏ 2 man đầu tư 1,5 man vào, thu vào 2,6 man 200 yên. Tiền đây, đấy. Chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình chơi nhưng mà không quay được, trong cái lúc mà chơi ấy, căn bản là lúc đấy thua nhiều quá, tuẫn đánh từ lúc nó có 200 lần đấn thôi mà lên tận 978 lần đấn. Chán ra rút 2 man ra đánh đến tận hết 1,5 man rồi mà nó vẫn chưa lỗ. À, 1,4 man chưa lỗ. Thế còn đến 1,5 man thì nó lỗ một quả 3k, đủ má 3k thì quả này tuẫn thật rồi. Sau là đánh cố lên thì nó đánh lên tầm khoảng hơn 200 một tí. Vẫn còn số sàng thì đó là có tầm khoảng 100 thôi mà đánh cố tận hơn 200 một tí thôi. Nó đổ 3k quả nữa. Và thôi hôm nay tuẫn tầm 1,5 man rồi. May quá, thế là nó lỗ quả bích con, quả bích. Nó lỗ dền bích một phát phải tầm 7-8 quả hay là gỡ lại được. Chật chà. Tí nữa hôm nay thì ở này Tuấn mất 1,5 bàn. Hồi thế cũng may rồi. Anh em xem kênh mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ây da, thôi đi về đây. Gỡ được cái tiền thua hôm nọ 9 sen, hôm nay gỡ được 6 sen, còn thua 3 sen nữa. Hồi thế cũng được. Đánh này không thắng không thua nguy hiểm lắm. Nó mới tưởng thua 1,5 bàn cơ. May quá thế nào nó lỗ dần tầm độ khoảng 8 quả to à, gỡ được hơn 2 man tí. Đáng lẽ là phải 2 man 3 nhưng mà 2 man 4 ấy, nhưng mà đánh cố lên hơn 100 cho nó lỗ, không tin lỗ thôi nghỉ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Đăng ký kênh vào ủng hộ mình nhá. Hôm nay mình không quay được GoGo nhưng mà quay đoạn cuối rồi. Cũng là may mắn. Chúc anh em ngày mai đi đánh gặp nhiều may mắn nhá. Bye bye.